bài hát cũng rất quen thuộc của các em thiếu nhi. Và tôi muốn để các bạn hình dung âm thanh của cây đàn Victor V102B này. Vâng, Victor V102B, một cái tên cũng rất là quen thuộc với những ai sử dụng đàn piano lâu năm. Và chúng ta thường hay nghe đến Yamaha Kawai đúng không ạ? Sau là chúng ta sẽ nghe thấy Apollo Atlas Victor. Vâng, ba cái tên này cũng rất là quen đúng không ạ? Một cái đàn mà chưa đến 1.000 đô la, và tôi cứ nói như vậy, tức là chỉ 21 triệu cỡ đó mà chúng ta đã có một cái đàn piano to cao, hình thức rất là đẹp đều. Và như các bạn xem ở ảnh đấy thì cái phần máy móc cũng còn rất là mới, nó rất mới. Khi tôi đánh đàn thì phím cũng rất là chặt chẽ và cái lực trên các phím nó đều nhau. Đấy là điều rất là tuyệt diệu của người chơi đàn. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái sự lựa chọn cho những gia đình mà chi tiêu tiết kiệm hoặc là chưa định đầu tư nhiều về tài chính nhưng mà cho con em mình học đàn piano, thì đây là một sự lựa chọn rất là tốt và tốt hơn nhiều khi chúng ta sử dụng một cái đàn piano điện. Bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím để chúng ta cùng xem. Âm thanh, màu sắc cũng đều, phím đều chắc chắn. Tôi nghĩ là bắt đầu học đàn piano với cái đàn này hoàn toàn chúng ta có đủ cái chất lượng, đủ cái giá trị về mặt sử dụng. Và để mà bắt đầu cho con em chúng ta học đàn piano. Cảm ơn các bạn.